Ô tô điện mới xuất hiện tại Việt Nam, trong 1 2 năm trở lại đây và chỉ có một vài đại diện như VinFast VF e34, VinFast VF8. Tuy nhiên, trong thời gian tới sẽ thêm sôi động với sự xuất hiện của nhiều tân binh MG4 hay MG Mark Venger. Đến năm 2025 sẽ có thêm hai mẫu ô tô điện nữa đó là Skoda Enyaq iV. Và Enyaq iV. Đây là hai mẫu ô tô điện sẽ được thương hiệu Skoda của Cộng hòa Séc bán tại Việt Nam dưới dạng xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Châu Âu. Trong hai mẫu xe này, Skoda Enyaq iV ra đời sớm hơn. Đồng thời, khi bán tại Việt Nam, Skoda Enyaq iV sẽ là đối thủ của Vinfast VF7. Enyaq iV chính là mẫu SUV thuần điện đầu tiên của thương hiệu Skoda, ra mắt vào năm 2020. Enyaq iV cũng là mẫu xe Skoda đầu tiên được phát triển dựa trên cơ sở gầm BMEB của tập đoàn mẹ Volkswagen. Được định vị trong phân khúc SUV cỡ C, xe sở hữu chiều dài 4.649mm, rộng 1.879mm, cao 1.616mm và chiều dài cơ sở 2.765mm. Tương tự những mẫu xe cùng thương hiệu Skoda, Enyaq iV -E được thiết kế theo phong cách khá cơ bắp và cũng có những chi tiết đặc trưng của thương hiệu Skoda như lưới tản nhiệt hình lục giác trên đầu xe với viền mạ chrome sáng bóng bao quanh. Tuy nhiên, vì đây là ô tô điện nên lưới tản nhiệt được đóng kín và sơn màu đen. Nếu chi thêm tiền, khách hàng có thể trang bị lưới tản nhiệt crystal face tùy chọn, phát sáng được nhờ 130 đèn led bên trong. Tiếp đến là cụm đèn pha led khá lớn vuốt về phía sau và tích hợp dải đèn led định vị ban ngày. Ở bản cao cấp, xe sẽ được trang bị cả đèn pha led ma trận. Trong khi đó, cản trước đi kèm hốc gió trung tâm hình thang khe gió ở hai góc và cánh lướt gió nổi bật. Điểm nhấn tiếp theo nằm ở phần nóc dốc về phía sau, và đường gân dập nổi kéo dài từ chắn bùn trước đến đèn hậu. Thêm vào đó là khe gió màu đen sau chắn bùn trước, và các bộ vành có đường kính từ 18 đến 21 in tùy phiên bản. Đằng sau được trang bị cụm đèn hậu góc cạnh và sắc xảo, cánh gió mui tích hợp đèn phanh trên cao và cản sau dày dặn, khỏe khoắn. Tất cả những chi tiết này kết hợp lại giúp xe có hệ số lực cản không khí, vào hôm 25 tháng 10 vừa qua, hãng Skoda đã bổ sung phiên bản GS mới cho dòng SUV thuần điện này. So với bản thường, bản GS đương nhiên sở hữu thiết kế ấn tượng hơn, thể hiện qua cản trước, với hốc gió, trung tâm cỡ lớn và viền hình chữ E ngược bao quanh khe gió. Bên cạnh đó là nhiều chi tiết ngoại thất màu đen bóng. Ngoài ra, xe còn có đèn phản quang nằm vắt ngang trên cản sau, và vành la răng mới với thiết kế khí động lực học. Bộ vành này có đường kính 20 in hoặc 21 in, tùy theo lựa chọn của khách hàng với chiều dài cơ sở lớn và nắp capo ngắn, nên xe mang đến không gian nội thất 5 chỗ ngồi tương đối rộng rãi. Tùy phiên bản sẽ được trang bị nội thất bọc da hoặc nỉ. Chất liệu nỉ bọc nội thất còn gợi liên tưởng đến ghế sofa ở nhà, từ đó tạo cảm giác ấm cúng và thân thuộc hơn cho người ngồi trong xe. Bước vào bên trong mẫu xe này, người dùng sẽ bắt gặp vô lăng hai chấu đặc trưng của thương hiệu Skoda, bảng đồng hồ kỹ thuật số Digital Cockpit 5.3 in với 4 chế độ hiển thị cũng như màn hình cảm ứng trung tâm 13 in đặt nổi trên mặt táp lô. Đó là còn chưa kể đến màn hình hiển thị thông tin kính lái hát của xe. Bên dưới màn hình trung tâm là hai cửa gió điều hòa và một dãy phím cơ học để chỉnh các tính năng của xe. Dưới nữa là hai cổng USB Type C, hai ngăn đựng cốc và cụm điều khiển trung tâm gọn gàng vì xe dùng cần số điện tử với kích thước nhỏ. Bên cạnh đó là phanh tay điện tử và ngăn chứa đồ khá dài. Chưa dừng ở đó, Người lái còn có thể dùng tính năng trợ lý ảo Laura để chỉnh các tính năng trên xe như hệ thống định vị, thông tin giải trí, điều hòa hoặc nhắn tin văn bản. Tính năng này có thể hiểu 15 ngôn ngữ khác nhau. Những tính năng tiện nghi khác bao gồm hệ thống định vị trực tuyến, bật trên tắt điều hòa từ xa thông qua ứng dụng trên điện thoại, sạc điện thoại thông minh không dây, hệ thống âm thanh 8 loa, ghế trước với tính năng sưởi chỉnh độc lập, sưởi vô lăng, hệ thống đèn viền nội thất 10 màu và cảm biến đá cốp. Hành khách ngồi phía sau có đủ cửa gió điều hòa, hai cổng USB Type C và một ổ điện 230V tùy chọn. Skoda Enyaq iV -E cũng có khá nhiều trang bị an toàn, trong đó có không ít tính năng an toàn chủ động ADAS như phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo va chạm với xe khác hoặc xe đạp khi mở cửa, hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ chuyển làn đường, cảnh báo va chạm phía trước, hỗ trợ tránh va chạm với chướng ngại vật, hỗ trợ quay đầu và hỗ trợ lái trên cao tốc Travel Assist. Khi được kích hoạt, hệ thống Travel Assist sẽ tự động dừng khởi động lại xe, giữ xe ở giữa làn đường hoặc hiển thị tình hình giao thông xung quanh cho người lái. Những hệ thống an toàn đáng chú ý khác gồm có chính túi khí, cảnh báo áp suất lốp, cảm biến đỗ xe trước trên sau, camera lùi, cảnh báo khi người lái mất tập trung, phanh sau va chạm, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, kiểm soát khoảng cách đỗ xe, hỗ trợ xoay sở trong chỗ đỗ chật hẹp và tính năng tự động đóng cửa sổ. Khi mua Skoda Enyaq Khách hàng có thể lựa chọn 7 phiên bản, 3 loại pin và 2 loại hệ dẫn động ở thị trường nội địa là Cộng hòa Séc. Skoda Enyaq iV -E có tổng cộng 7 phiên bản, với giá bán từ 1 tỷ 2 đến 1 tỷ 660 triệu. Nếu về Việt Nam mà giữ giá bán này hoặc cao hơn, Skoda Enyaq iV -E sẽ khó có cửa cạnh tranh với các mẫu ô tô điện khác.